Trước thêm trận bán kết AFF Cup giữa Việt Nam Philippines, chàng trai Trương Xuân Tuấn sinh năm 1990 Hà Nội đã cổ vũ đội nhà bằng khả năng khắc họa hình trên mái tóc cho người hâm mộ. Những kiểu tóc khắc họa chân dung của huấn luyện viên Park Hang-seo, Công Phượng đến Tiến Dũng Văn Đức và nhiều cầu thủ khác cứ thế lần lượt ra đời. Bản thân yêu thích môn bóng đá từ bé. Khi được yêu cầu khắc họa hình cầu thủ, anh chàng này rất thích thú. Để có được một mái tóc cực kỳ ưng ý, khách hàng phải hẹn trước và bức họa trên tóc sẽ được hoàn thiện từ 2 đến 3 tiếng. Xuất hiện tại buổi triển lãm, Hồ Ngọc Hà nổi bật với bộ trang phục cá tính từ bộ sưu tập Xuân Hè 2019. Phong cách lần này của giọng ca Em Muốn Anh Đưa Em Về mang âm hưởng Gothic nhưng được biến tấu để trở nên tươi mới và hiện đại, không u tối như thường lệ. Cái thiết kế mà Hồ Ngọc Hà diện trên người vốn từng được Gucci ra mắt tại Le Palais. Theo hình ảnh trong đoạn clip, một người đàn ông cùng nhóm bạn ngồi trước quán cà phê thì bất ngờ bị nhiều đối tượng cầm hung khí hung hăng lao vào chém liên hồi. Sau khi nhận ra chém nhầm người, nhóm người này nhanh chóng bỏ chạy vào phía trong để tìm đối thủ. Tuy nhiên không tìm thấy ai, chúng đã bỏ đi. Sau đó, người đàn ông bị thương cùng nhóm bạn hoảng loạn nhanh chóng đứng dậy rồi tìm cách giải quyết vết thương. Theo đó, khi nhận được tin báo có trên 10 công nhân có biểu hiện mệt chóng mặt, trung tâm y tế đã điều động 3 xe cấp cứu và nhân viên y tế tới công ty để cấp cứu. Tuy nhiên, trong số hơn 10 người thì có 7 người nhập viện theo dõi, số còn lại đã tự về nhà. Hiện có 6 trường hợp nhập viện tại trung tâm y tế Tam Bình, 1 trường hợp tại trung tâm y tế huyện Trà Ôn. Sức khỏe đều đã ổn định và đang được theo dõi. Đáng chú ý, có 1 trường hợp đã ngưng tim, ngưng thở khi đưa vào bệnh viện. Hiện sự việc đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối qua, tài xế điều khiển xe buýt số 46 chở theo khoảng 10 hành khách khi lưu thông qua giao lộ Giả Tượng, Hưng Phú, phường 10, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với một người dân điều khiển xe máy. Sau va chạm, người đi xe máy cùng tài xế và phụ xe xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, phụ xe buýt vác hung khí đuổi chém người đi xe máy khiến nạn nhân hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Người dân địa phương bức xúc trước thái độ của phụ xe buýt nên đã chặn xe thì tài xế xe buýt cố thủ cùng hành khách trong xe. Sự việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ hơn 30 phút. Công an quận 8 đã có mặt ngay sau đó ổn định trật tự, điều tiết giao thông, yêu cầu tài xế và phụ xe mở cửa, mời về trụ sở làm việc. Sau đó hành khách trên xe được chuyển sang xe khác để tiếp tục di chuyển. Thi thể nam thanh niên được phát hiện vào lúc 12 giờ trưa nay tại căn nhà nạn nhân vừa mới mua trong thời gian gần đây. Trước đó, do nhiều ngày không liên lạc được với nạn nhân nên người thân trong gia đình đến căn nhà nói trên để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đến nơi thì căn nhà bị khóa trái và không thấy có bóng người bên trong. Nghi có điều bất lành, anh trai nạn nhân và một số người dân đã trèo vào bên trong. Mở cửa kiểm tra thì phát hiện anh Minh chết trên tầng 2, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế lõa thể, thi thể nằm trên tấm nệm. Công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường này. Ghi nhận tại hiện trường, máy bay Vietjet không còn hai bánh trước sau khi hạ cánh. Một số nhân chứng kể lại, chiếc máy bay tiếp đất trong tình trạng mất cân bằng, tạo ra tiếng động lớn. Phi hành đoàn tá hỏa phát thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng dùng 4 cửa thoát hiểm để nhảy ra ngoài bằng phao trượt, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Trong số các hành khách có mặt trong chuyến bay có nhiều phụ nữ, người đang mang thai, người già và trẻ em. Nhiều hành khách lo sợ việc máy bay cháy nổ nên đã dẫn đến tình trạng xô đẩy, dồn ép nhau khiến nhiều người bị ngã. 6 hành khách bị thương được đưa vào cơ sở y tế. Cho đến sáng nay ngày 30 tháng 11, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết Cục đã lập tổ điều tra sự cố, tránh gây hoang mang trong người dân. Người đàn ông đi xe đạp này bất ngờ sang đường một cách bất cẩn. Cùng lúc này, một chiếc xe tải từ hướng vuông góc lao tới. May mắn là tài xế bẻ lái kịp thời, tránh được cú đâm trực diện. Tuy nhiên, sau cú đánh lái xuất thần, chiếc xe tải bị lật ngang. Gỗ trên thùng xe đổ vào một ô tô dừng bên đường. Ô tô bị gỗ đổ vào cũng bị hư hại khá nghiêm trọng ở phần đuôi xe. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng một tài xế xe ôm công nghệ trước cửa nhà. Theo clip ghi lại, người phụ nữ xuống xe và trả tiền cho tài xế thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Mặc dù nam tài xế tỏ ra nhỏ nhẹ có phần lép vế trước người phụ nữ, nhưng chị này vẫn chưa chịu hạ hỏa mà vẫn tiếp tục to tiếng đe dọa. Dù chưa biết nguyên nhân sự việc nhưng hiện đoạn clip đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số tỏ ra không đồng tình với cách ứng xử nóng nảy của người phụ nữ này.
Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Thị Lẹ, 49 tuổi, ngụ ấp Long Thành 2, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đối tượng đã mang vàng giả các loại có đóng hiệu một tiệm vàng có uy tín ở thành phố Trà Vinh đến các tiệm nói là vàng thật và yêu cầu chủ tiệm vàng cho cầm với giá trị từ 12 triệu đồng đến 38 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lẹ. Y khai nhận đã mua vàng giả và đón xe từ An Giang đến thị trấn Cầu Quang để cầm tại các tiệm vàng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng 56 triệu đồng. Theo cáo trạng, Khanh đến nhà ông M làm việc, phát hiện không có ai ngoài bé T 12 tuổi đang ở nhà một mình, nên Khanh giở trò đồi bại. Bé gái chống trả quyết liệt và dùng máy cắt kim loại đánh vào đầu Khanh. Lúc đó, ông M về nhà phát hiện sự việc và bắt giữ Khanh giao công an. Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Khanh 1 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, nhưng bị cáo kháng án. Tuy nhiên, do Khanh chưa thành niên nên cơ quan tố tụng đã cho gia đình bảo lãnh bị cáo về nhà. Sau đó, trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, thì Khanh tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi khác. Hiện Khanh đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long tạm giam 80 ngày để điều tra, làm rõ về hành vi trên. Ổ mại dâm này nằm trong cơ sở massage tên Hương Quê, địa chỉ khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, do bà Phan Thị Thu Trang, cư ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận do khách nam có nhu cầu trong lúc massage nên hai nhân viên nữ đồng ý bán dâm với số tiền từ 200 đến 300 ngàn đồng. Trong lúc đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý. Như quý vị và các bạn chứng kiến, nhận thấy người phụ nữ dùng điện thoại bên lề đường ngay trước cổng bệnh viện mất cảnh giác, tên cướp liền quay đầu xe, lái sát vào lề và cướp lấy chiếc điện thoại của người này chỉ trong vòng một nút nhạc. Đối tượng bị bắt tên Trương Hoàng Sơn, sinh năm 1996, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sơn khai nhận vào khoảng 1 giờ 45 sáng nay, Sơn đã đột nhập vào nhà của một người dân tại ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh, dùng dao lam để rạch mùng lấy đi 4 điện thoại di động cùng số tiền 300.000 đồng. Sau đó, Sơn gọi xe ôm đến đón và mang số tài sản trên để đi tiêu thụ. Trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.